những ngày tháng mùa thu lịch sử này, bao người dân đất Việt đang cùng được sống trong không khí hào hùng của dân tộc Việt Nam. Từ thành công của cách mạng tháng 8 và quốc khánh ngày 2 tháng 9, rồi sau đó là những chiến công của hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Trong dòng lịch sử ấy, phải kể đến những đóng góp của bộ đội Trường Sơn, những người hiến trọn tuổi xuân trên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Hơn 65 năm trước, đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh ra đời với sứ mệnh là cầu nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam, chi viện sức người và của cho tiền tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi tuyến lửa đó, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã làm nên những chiến công vang dội. Ngày nay, con đường huyền thoại ấy lại mang một sứ mệnh mới, đường Hồ Chí Minh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có tầm quan trọng đặc biệt trong tạo đà phát triển cho khu vực phía Tây đất nước. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, nơi những người lính phát huy cao độ phẩm chất bộ đội Cụ Hồ với chủ nghĩa anh hùng cách mạng vẫn còn đó. Tinh thần ấy, truyền thống ấy sáng mãi trong thời chiến cũng như thời bình, như một minh chứng hào hùng của một thời, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai. Đã một thời tuổi tôi là lính, mang con tim cháy bỏng bước vào đời. Nơi ấy con đường thác lũ bom rơi, gió núi mây trời đưa tôi vào trận mạc. Đã một thời tuổi tôi là lính, ba lô trên vai theo nhịp quân hành, mang theo mình cả quãng tuổi thanh xuân, nhiệt huyết tràn đầy đưa vào trận tuyến. Cái khí thế lúc đấy như là đi mở hội chứ không phải là đi ra trận nữa. Mà khi trong đêm tối như là đi vào đến Thanh Hóa, Nghệ An rồi Quảng Bình thì đều có những cái giọng hò mà từ phía anh em ấy, chúng tôi đi trên dòng sông Lam là đi theo tàu thủy mà cứ tàu bên kia lại đối sang tàu bên đây là hò hát rất là vui. Và những ngày như thế thì chúng tôi cũng quên hết cả mệt nhọc. Thế và nhưng sau đó thì vào trong Trường Sơn thì có những cái mà không thể nào quên được. Đã một thời tuổi tôi là lính, súng khoác trên vai, lựu đạn quanh người, giữ kín trong mình một mối tình thôi, yêu quê hương và thả thân vì đất nước. Tôi nhớ nhất cái cảm xúc ở chiến trường là cái đêm 0 giờ đêm ngày 17 tháng 12 năm 1972. B-52 tọa độ đơn vị tôi lúc đấy là 0 giờ đêm. Hy sinh mất 6 anh. Mà chúng tôi nằm hầm nửa chìm nửa nổi. Thế thì ba lô của chúng tôi là bay hết. Mà các anh toàn những anh trẻ 20, 21, 22 tuổi chưa biết tình yêu này gì. Đã một thời tuổi tôi là lính, tăng vọng giữa rừng sốt rét tiền miên, mơ có một ngày đất nước bình yên, dù có chết chúng tôi không sợ. Cho nên bây giờ cứ mỗi lần họp như thế này, hoặc là chúng tôi hát cái bài mà sáng tác của đồng chí cựu chiến binh, mà cái bài nỗi nhớ cựu chiến binh đấy là tôi lại khóc, tôi không thể nào mà cầm được nước mắt. Hàng năm chúng tôi cứ một năm một lần chúng tôi, mặc dù kể cả năm 2019 Covid như thế, nhưng mà chúng tôi vẫn có hai chị em vẫn để xung phong đi vào trong thăm các anh ở trong đấy, bởi vì chúng tôi những cái hy sinh nó lớn lao quá mà nó gần gũi quá, không bao giờ quên được các anh ấy. Những câu thơ trong bài Một thời là lính của tác giả Lê Thị Kép in trong tập thơ Lời yêu thương như nhắc nhớ một thời hào hùng của các cựu chiến binh Trường Sơn năm xưa. Hôm nay họ lại gặp nhau ở đây mừng mừng tủi tủi, quên sao được những ngày tháng ác liệt ở Trường Sơn năm ấy. Với họ, đó là cả một thời son trẻ đầy kỷ niệm. Một thời là lính thì đúng là đến bây giờ và theo hết cả cuộc đời thì chúng tôi không thể nào quên được. Và những cái lúc mà mới ra đi thì ngay từ khi huấn luyện để đi B thì chúng tôi đã có những cái mà ghi nhớ nhất là thí dụ như là hành quân dã ngoại hay là hành quân vào chiến trường,
thì chị em chúng tôi là cũng rất là hồ hởi phấn khởi. Thế bây giờ về là chị em này bây giờ gặp nhau thế này là coi như là cái như ước mơ trở thành sự thật đấy. Thế là bọn tôi là coi như như kiểu là bom đạn nó tránh sẽ tránh bọn tôi ấy. Coi như là nói chung là cứ đại giả đến năm hầm nha, đi xuống trong này nhưng mà kiểu đào nha, năm sập năm sâu xuống cái này kiểu năm kiểu ngang mặt đất để cái bom mà bom nổ một cái, ôi trời chết rồi, bom nổ cho tối rồi nào kia thì. Tập sách Lời yêu thương, ấn phẩm với hơn 300 trang, giới thiệu tác phẩm của 18 nhà thơ, nhà văn nữ trong Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn là sự phong phú, đa dạng về đề tài và mang dấu ấn riêng của mỗi tác giả. Nếu như ký ức Trường Sơn của Lê Thị Kép như một biểu tượng cho tinh thần xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, thì sự tri ân với tinh thần lạc quan của tuổi thanh xuân phơi phới lại thấm đẫm trong từng vần thơ của Trăng trên đường Đồng Lộc của nhà văn Lê Thúy Bắc, Tổ quốc gọi tên em. Mỗi sớm mùa xuân sáng nụ cười con gái, cây bổ kết cựa mình, vườn giữa buổi bình minh, Đồng Lộc mang tên em bắt ngát một màu xanh. Ngày nắng lửa qua đi, tên em còn trẻ mãi. Chẳng kẻ thù nào thiêu đốt được em tôi. Em dâng tuổi 20, nhựa sống căng tràn lên con đường thắng lợi. Đất mẹ kiên trung giữa gió ngàn và trăng đêm vời vợi. Ôm em vào lòng, hiệu triệu phút bình yên. Với nhà văn Lê Thúy Bắc, cảm xúc về Trường Sơn, về những ngày đầu nhập ngũ vẫn theo mãi trong tâm khảm của chị. Nhập ngũ tháng 2 năm 1975, khi mà tuổi đời còn chưa tròn 18, chị không nghĩ rằng mình lại có nhiều kỷ niệm đến như vậy. Là tân binh, chị được vinh dự đứng trong đội duyệt binh ngày thống nhất, rồi vào chiến trường miền Đông, miền Tây và sau đó giải ngũ năm 1979. Cảm nhận sâu sắc được sự khốc liệt của chiến tranh khi từng công tác trong Viện Quân y 108, chị dành nhiều thời gian để thăm lại chiến trường xưa, thăm các đồng đội, người còn, người mất. Và những cảm nhận ấy được chị trải lòng qua nhiều tác phẩm, trong đó có Trăng trên đường Đồng Lộc, một trong nhiều tác phẩm được giới thiệu ngay phần đầu của tập sách Lời yêu thương này. Trăng trên đường Đồng Lộc là một bài thơ mà mình viết sau cái ngày, cái tháng 7 năm 2012, là mình cái hội cựu chiến binh của phường của mình đi dọc cái miền Trung, đi vào các cái nghĩa trang Trường Sơn, và đi đến đó thì mình rất là cảm xúc về cái chỗ 10 cô gái Đồng Lộc, và mình đã viết cái bài Trăng trên đường Đồng Lộc từng cái đó, rất là cảm xúc. Có thể thấy tình yêu thương dành cho đồng đội, cho người thương, cho quê hương đất nước trong từng tác phẩm thấm đậm trong từng con chữ. Để rồi Lời yêu thương, cuốn sách mang miền ký ức của bao thế hệ trên con đường huyền thoại Trường Sơn, sẽ giúp độc giả nhớ mãi về một thời gian khổ nhưng hào hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Mình cũng rất là tâm đắc cái lời yêu thương của cái tựa của cái tập thơ này, vì trong cái đấy thì các chị em nữ ở trong cái văn học nghệ thuật Trường Sơn này đa phần là bộ đội, thì các chị cũng gửi gắm rất là nhiều cái tình cảm của mình vào những cái bài thơ, những cái cảm xúc mà theo dọc các cái năm tháng chiến trường của các chị đấy, các chị gửi hết vào đấy. Những ký ức ấy đáng mừng là không chỉ nằm trong tâm khảm của các chiến sĩ Trường Sơn năm xưa, mà còn được lưu truyền cho các thế hệ sau. Có cha là cựu chiến binh thông tin, thuộc thế hệ đầu của những người mở đường. Nhà văn Võ Thị Xuân Hà không giấu được cảm xúc khi đại diện cho người cha của mình trong buổi hội ngộ các đồng đội của cha. Chị cũng là tác giả đại diện cho các thế hệ sau, là thành viên của Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn với tác phẩm Đàn sẻ ri bay ngang rừng. Khi một tiếng gà gáy cũng trở thành nỗi nhớ, và sự im lặng là âm thanh tàn khốc nhất của chiến tranh. Có thể người khác đọc hoặc người ta nhắc đến những chi tiết khác, nhưng bản thân tôi muốn nhắc đến một chi tiết là cái lá thư của người anh gửi về cho gia đình ấy, là có một cái dòng là im ắng quá,
chúng con thèm nghe tiếng gà gáy, tiếng trẻ con khóc. Và cái nhân vật tôi là cái cô dâu trong cái gia đình đấy tên là Diễm, thì mới nghĩ là có lẽ chiến tranh, mô tả về chiến tranh khủng khiếp nhất lại là cái sự im lặng giữa các cuộc trận đánh nhau. Cái sự khủng khiếp như thế, con người khi mà trải qua như thế thì mới thấy được cái sự khủng khiếp, cái giây phút im lặng giữa các cái trận đánh. Chúng tôi may mắn được gặp Thiếu tướng Võ Sở, người từng chiến đấu và công tác ở nhiều vị trí trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa và nay là Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Những câu chuyện, những cảm xúc mà thế hệ hậu bối của ông vừa nhắc tới như gợi lại ký ức chiến trường xưa vẫn còn in đậm trong tâm trí của vị tướng già này. Dù ông đã tuổi cao, sức yếu, năm 1959, cách mạng miền Nam đứng trước bước ngoặt, đòi hỏi đảng ta phải có quyết sách kịp thời. Để chi viện cho miền Nam, việc nhanh chóng mở đường vận chuyển chi viện chiến lược cho các chiến trường trở thành nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách. Tháng 5 năm 1959, Tổng quân ủy và Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn Công tác Quân sự đặc biệt, gọi là Đoàn 559, làm nhiệm vụ mở đường vận chuyển hàng hóa, tổ chức đưa đón bộ đội, cán bộ với phương thức vận chuyển ban đầu hết sức thô sơ như đi bộ, mang vác, gùi thồ, v.v. Ngày 19 tháng 5 năm 1959, Đoàn 559 chính thức được thành lập. Với tinh thần xả thân hy sinh, chiến đấu để bảo vệ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, xả thân sẵn sàng xả thân hy sinh để chiến đấu bảo vệ đánh thắng giặc Mỹ và ta sai để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đây là cái vấn đề cốt lõi của cái tinh thần chiến đấu hay khác hơn và những cái tổ chức đảm bảo được cái hoạt động này. Tính chung toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bộ đội Trường Sơn qua tuyến đường Hồ Chí Minh đã vận chuyển chi viện cho các chiến trường trên 1,5 triệu tấn hàng hóa và 5,5 triệu tấn xăng dầu, bảo đảm hơn 1,1 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ vào chiến trường miền Nam và các hướng mặt trận lớn, đưa hơn 650.000 lượt cán bộ, chiến sĩ từ các chiến trường về hậu phương. Đoàn 559 của chúng tôi khi mà lực lượng đông nhất ấy, là 12 bạn, thì trong đó có 2 bạn thanh niên xung phong. Thế và các lực lượng ở trên tuyến, ở đi qua địa phương là dân quân du kích của nhân dân cũng là cái lực lượng. Nhưng nếu không, và cái thứ ba ấy là cái lực lượng chiến đấu trên đường Trường Sơn không phải chỉ có ô tô, không phải chỉ có công binh, mà đoàn 59 có lúc có 4 sư đoàn công binh, 2 sư đoàn xe, 1 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn cao xạ pháo. Thế và 1 đơn vị giúp bạn tương đương với sư đoàn của đoàn 965, đoàn 565. Thế thì như thế tức là có cái sự hợp đồng chiến đấu. Nếu không thì xe thì không thể nào đi được, mà công binh có đường đấy thì cũng không để làm gì. Thế thì đấy, cho nên những cái để mà có cái chiến thắng góp phần vào cùng đất nước, giành chiến thắng như hiện nay, thì đối với lực lượng Trường Sơn chúng tôi là có sức mạnh tổng hợp. Đặc biệt, từ năm 1973 đến năm 1975, với phương châm thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, bộ đội Trường Sơn nhanh chóng tổ chức vận chuyển từng binh đoàn chủ lực lớn của quân đội ta, đưa khối lượng cơ sở vật chất kỹ thuật lớn tới chiến trường miền Nam, luôn bám sát các mũi tiến công của bộ binh, vừa tháo gỡ bom mìn, vừa nhanh chóng sửa chữa, bắc lại cầu mới cho quân ta tiến vào giải phóng các thành phố, thị xã và làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Tinh thần ấy, nguồn cảm hứng ấy với những cựu chiến binh Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh huyền thoại như không thể phai nhạt. Hôm nay, những chiến sĩ của Bộ Tham mưu Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam gặp lại nhau nhân lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của họ. Ngày 19 tháng 5 năm 1959, Đoàn Công tác Quân sự đặc biệt, Đoàn 559 ra đời. Kể từ đó, ngày sinh của Bác Hồ cũng được chọn là ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn.
Bước đầu tiên đó là làm cho anh em nâng cao lòng yêu nước với tinh thần là sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước, tất cả vì miền Nam Việt Nam. Hội truyền thống Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh Việt Nam được thành lập năm 2011. Từ đó đến nay, hội đã phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực vận động nhằm khơi dậy, phát huy những phẩm chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, bộ đội Trường Sơn anh hùng qua các thời kỳ. Cái hoạt động của hội thường xuyên là thứ nhất là phát huy cái truyền thống của bộ đội Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cái thứ hai là công tác hội tình nghĩa. Những năm qua, Hội Truyền thống Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ, quyên góp được số tiền hiện vật lên tới hơn 200 tỷ đồng. Từ số tiền ấy, không thể kể hết các công trình tri ân, những việc làm nghĩa tình mà hội đã làm được. Và hơn hết, trong mỗi người lính Trường Sơn năm ấy, tinh thần lạc quan của tuổi trẻ cách mạng như còn mãi. Câu chuyện của những cựu chiến binh Trường Sơn sư đoàn 470 là một ví dụ khác. Hôm nay, gần 400 cựu chiến binh Trường Sơn sư đoàn 470 hội tụ về đây để cùng nhắc nhớ một thời hào hùng của các cựu chiến binh năm xưa. Đóng quân ở tại vùng C Ca Mán thuộc đất bạn Lào, sư đoàn 470 làm nhiệm vụ chủ yếu là hậu cần, vận chuyển lương thực vũ khí cho chiến trường B2, B3. Những dấu son của đơn vị phải kể đến những đóng góp trong chiến thắng của chiến dịch Tây Nguyên, khởi đầu cho đại thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử. Rồi sau này, trong thời bình, sư đoàn 470 tiếp tục truyền thống khi hai lần được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang. Mọi người háo hức và bây giờ thì thấy được cái giá trị của nó, tức là đã được vinh dự sống chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn hiện tại. Thế còn sư đoàn là sư đoàn hai lần anh hùng. Cháu thấy cái đơn vị mà hai lần anh hùng vũ trang là có, nhưng mà hai lần anh hùng mà một lần anh hùng lực lượng vũ trang, một lần anh hùng trong thời kỳ đổi mới mà. Vì như vậy, vì năm 78 đại tướng Võ Nguyên Giáp là vào thăm sư đoàn, thì đại tướng có nói đã anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì phải anh hùng trong lao động xây dựng tổ quốc của thời kỳ đổi mới. Thì sư đoàn thực hiện được cái đó, niềm tự hào, chúng tôi tự hào lắm, anh em 470 thích lắm. Hôm nay họ lại gặp nhau đây mừng mừng tuổi tuổi. Quên sao được những ngày tháng ác liệt ở Trường Sơn năm ấy. Nhớ sau hết những bước chân của người chiến sĩ Trường Sơn đã từng in dấu trên cánh rừng, vách núi, con suối, ngọn đèo, trên những cung đường mang tên Bác Hồ Chí Minh. Với bà Trần Thị Thục Oanh, người đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, dù đã ngoài 90, bà vẫn nhớ như in về một thời son trẻ đầy kỷ niệm. Trong điều kiện khổ sở là chúng tôi khổ sở nhất, ăn đói, mặc rách là chuyện bình thường đối với Trường Sơn chúng tôi. Nhưng tất cả 300 con người chúng tôi đi trong đoàn để xây dựng một bệnh viện tuyến cuối của vào cho Tây Nguyên là rất anh dũng và hoàn thành nhiệm vụ, có kết quả tốt đẹp, đã cứu chữa được tổng quân số, đã cứu chữa được hơn 4.000 bệnh binh. Hội Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 470 là một trong những tổ chức hoạt động rất hiệu quả của Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Với 29 tổ chức thành viên cùng với 2.250 hội viên, hội đã củng cố kiện toàn một số tổ chức ở một số chi hội, ban liên lạc, thành lập được ban liên lạc truyền thống các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Trung đoàn 551, đẩy mạnh nhiều hoạt động thiết thực. Năm nào chúng tôi cũng tổ chức gặp nhập nhau một lần. Thế cho nên cái việc gặp gỡ anh em đây là một vấn đề hết sức là vui vẻ và hồ hởi phấn khởi. Nhiều đồng chí hết sức tích cực.
nhiều đồng chí bệnh tật và vẫn có cái tham gia tích cực đối với anh em. Không phải là chỉ hôm nay mà hàng năm vào những ngày này, ngày 19 tháng 5 là ngày truyền thống mở đường Hồ Chí Minh, ngày mở đường Hồ Chí Minh và ngày truyền thống của bộ đội Trường Sơn, thì là những người lính Trường Sơn chúng tôi luôn luôn tự hào về những gì mà mình đã được đóng góp những cái phần nhỏ bé của mình vào cái việc làm nên cái kỳ tích là xây dựng cái đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Những thành công và thành tích của Hội Trường Sơn Việt Nam có được nói trên không thể không kể đến sự đóng góp hết mình của Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn. Với cương vị là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội, bằng cách tâm và uy tín của mình, trong quá trình tham gia công tác hội, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn đã có những việc làm mang tính đột phá. Trong đó phải kể đến những công việc do chính ông khởi xướng, như khởi xướng thành lập Ban Liên lạc Nữ Chiến sĩ Trường Sơn, rồi việc đưa ra ý tưởng tổ chức Trung tâm tổ chức thăm chiến trường xưa quân tình nguyện Việt-Lào, bộ đội Trường Sơn. Với Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn cũng như nhiều cựu chiến binh Trường Sơn khác, những kỷ niệm Trường Sơn là vô giá. Trong khi tư lệnh đi thị sát rồi và các cơ quan đi thị sát và đi kiểm tra, thì cả lúc bây giờ là tất cả tuyến, chứ không riêng gì trung đoàn tôi, là cái phong trào thi đua sôi nổi lắm, để mà làm đường để giải phóng miền Nam. Cho nên là cái phong trào thi đua từ các chiến sĩ cho đến đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn, đến sư đoàn và cả chiến trường luôn. Thế thì đấy là cái phong trào chung lúc bây giờ là như thế. Cho nên bây giờ cái khẩu hiệu mà ở trên to ly đấy, mà đề nghị là xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, chính làm trong cái giai đoạn đó. Thì đây là bác đồng chí Nguyên. Và ông luôn cảm thấy mình cần phải làm một cái gì đó cho các đồng đội của mình. Công việc này sẽ gắn bó suốt cuộc đời. Sau khi hòa bình thì không phải chỉ có bộ đội Trường Sơn đâu, mà cả các cái đơn vị quân đội, đồng đội của chúng tôi, lực lượng quân đội cả nước ấy, khi về đời thường thì ngoài cái lực lượng thường trực để sẵn sàng chiến đấu thì còn đa số là được về địa phương chuyển sang bình thường ấy, để lao động sản xuất ở các công trường, hầm mỏ rồi cánh đồng quê. Thế thì có nhiều lực lượng lắm. Trong đó thì có một cái đối tượng, nhất là anh em thương binh, anh em đã bị thương rồi, gia đình liệt sĩ là đồng đội của chúng tôi cả. Thế về thì lúc bây giờ là anh em tập trung lao lại cái số mà anh em còn sức khỏe đấy, còn có điều kiện đấy, thành lập một cái ngôi nhà chung để mà ôn lại cái truyền thống, động viên lẫn nhau, giúp đỡ nhau để phát huy truyền thống và giúp đỡ nhau trong cái lúc khó khăn. Giờ đây, ở tuổi 80, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn vẫn miệt mài tham gia các chuyến đi nghĩa tình. Ở nơi nào có đồng đội còn khó khăn là thấy dấu chân của ông. Khi ông đi trao nhà tình nghĩa tặng gia đình người có công ở Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng và các tỉnh khu 4, lúc cùng các thành viên Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn đi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, khi đi trao quà, sổ tiết kiệm, tặng gia đình đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 13 tháng 5 năm 2011, được Bộ Nội vụ cho phép ra quyết định thành lập cái Hội Truyền thống Trường Sơn Đồng Chí Minh Việt Nam và cho phép tổ chức đại hội. Đại hội lần thứ nhất tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lăng Hồ Chí Minh này. Và đại hội lần thứ hai thì tổ chức tại trong Bộ Quốc phòng. Và bây giờ là vừa rồi là đại hội lần thứ ba rồi. Thế thì cái mục đích của chúng tôi tập trung lực lượng là những người đã từng công tác, đã từng chiến đấu, công tác, hoạt động ở Trường Sơn. Thế như thế là không phải chỉ có bộ đội, mà những ai đã công tác thì cán bộ đảng, nhà nước, công tác ở vùng giải phóng, ở miền Nam. Thế rồi là thanh niên xung phong hoạt động, có khi có lực lượng không chiến đấu, có lực lượng để phục vụ chiến đấu. Thế cho nên là đã chiến đấu này, công tác này, hoạt động ở Trường Sơn. Thế và sau này để có điều kiện hoạt động thì kể cả những lực lượng, những tổ chức quan tâm đến truyền thống Trường Sơn, tự nguyện tham gia hoạt động Trường Sơn, ủng hộ
Trường Sơn thì chúng tôi cũng kết nạp. Tinh thần xẻ dọc Trường Sơn với nguồn cảm hứng lạc quan ấy, xuyên suốt truyền thống 65 năm qua của bộ đội Trường Sơn, dù thời chiến cũng như thời bình, mãi còn đó. Nhiều khi chỉ là một buổi khám sức khỏe cho nhau, giản dị nhưng ấm tình đồng đội. Một buổi chiều tháng 4, cuối xuân đầu hạ, tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, hàng trăm cựu chiến binh Trường Sơn đã có mặt nơi đây. Không khí ấm áp nghĩa tình như thế này là điều thường thấy trong mỗi buổi khám bệnh miễn phí được Trung tâm Hỗ trợ Nhân đạo Trường Sơn thực hiện. Không khí khám chữa bệnh này rất là tốt mà rất là ngay rất là vui. Mà bác sĩ này chưa khám rất là chuẩn. Bác sĩ khám chuẩn, bác sĩ khám ví dụ tôi không huyết áp không làm sao thì bác sĩ sẽ nói ngay. Và đau đầu gối bác sĩ cũng biết, bấm huyệt bác sĩ biết. Bác sĩ khám rất chuẩn. Với tôi thì năm nay cũng đã là 76 tuổi. Những cái buổi như thế này rất là quý đối với sức khỏe của mình. Ngoài chuyện mà tổ chức cho hội viên được thăm khám thì bản thân tôi cũng rất là phấn khởi được các bác sĩ thăm khám và kiểm tra, tư vấn sức khỏe cho mình trong cái lúc mà mình còn đang tiếp tục công tác để phục vụ cho hội. Được thành lập từ năm 2017, đến nay trải qua hơn 7 năm hoạt động, Trung tâm Hỗ trợ Nhân đạo Trường Sơn, thành viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam thực sự là một địa chỉ kết nối những tấm lòng thiện nguyện, những cá nhân có tâm huyết với các hoạt động xã hội, với nhiều y bác sĩ có tay nghề, kinh nghiệm tham gia. Hôm nay khám 100 hội viên, vừa khám tư vấn này, trước tiên là khám để hỏi bệnh nhân về sức khỏe, xong tư vấn cho bệnh nhân là bệnh nhân bị bệnh gì và cần dùng những cái gì và đi khám như thế nào, và cũng trung tâm thì có thuốc để cấp một số thuốc miễn phí cho bệnh nhân. Đối với chúng tôi là những người thầy thuốc thì là mình phải có cái sự chuẩn bị là cái tinh thần vui vẻ, có trách nhiệm đối với bệnh nhân. Thế rồi thì thuốc men này đã có giám đốc người ta lo. Thế thì mình đo huyết áp và mình khám bệnh là mình thành động viên những anh em người ta đây, đồng đội của mình. Hoạt động theo hình thức tự đóng góp, kêu gọi tài trợ từ các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm, bao gồm các công ty dược, các địa chỉ khám chữa bệnh. Trung tâm đã thực hiện nhiều chương trình hành động cụ thể nhằm hỗ trợ nhân đạo cho các hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam nói riêng và cộng đồng nói chung. Việc những cái hoạt động này của chúng tôi đấy là về tổ chức đấy, là động viên tất cả những đồng chí đã làm nghề thuốc, tức là bác sĩ, y sĩ, dược sĩ ở trong toàn quân đội nói chung đấy, chứ không phải riêng chỉ bộ đội Trường Sơn, các đồng chí tham gia. Thế và rất nhiều đồng chí cũng là thương binh, cũng gia đình rất khó khăn và kể cả kinh tế đấy. Nhưng các đồng chí khi tổ chức những hoạt động này, tổ chức các đoàn đi khám bệnh và ủng hộ thuốc ấy, thì các đồng chí đều bố trí để đi cả. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của nó vẫn còn đó. Không ít đồng đội của mình vẫn còn khó khăn và chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để làm được nhiều việc nghĩa hơn, tri ân được tới nhiều đồng đội hơn. Đó là tâm nguyện chung của những cựu chiến binh Trường Sơn, một điều thật đáng trân trọng. Trong cuộc sống thanh bình hôm nay, tinh thần Trường Sơn thuở ấy vẫn lay động lòng người, giữ mãi niềm tự hào về những năm tháng gian khổ, anh dũng của cả một dân tộc. Từ con đường mòn trên dãy Trường Sơn ngày ấy, hơn 65 năm qua, đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh huyền thoại thực sự là một biểu tượng cho khát vọng độc lập và phát triển của Việt Nam.